Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 26 Lên Mã Hùng Phong, tác giả Tuyết Nhạn, diễn và đọc Chương Vũ. Dân Long hết sức lấy làm lạ, chàng bèn triển khai khinh công tuyệt đỉnh phóng về phía có tiếng hát. Dòng qua ngọn núi thì thấy trước mặt là một khoảng đất bằng và một hồ sen nhỏ. Một chiếc thuyền con lơ lửng trôi trên mặt hồ. Trên thuyền có một thiếu nữ áo đỏ đang khẽ cất tiếng hát. Dần lòng bị lôi cuốn bởi cảnh sắc trước mắt, bất giác chững bước ngưng thần lắng nghe. Tiếng hát của thiếu nữ áo đỏ thật là thánh thoát, du dương, tưởng chừng như trong mộng ảo. Dần lòng chậm bước tiến đến bờ hồ, đồng thời chàng tăng hắn một tiếng thật to. Thiếu nữ áo đỏ lập tức ngoảnh mặt nhìn về phía chàng, song chớ hề lộ vẻ kinh ngạc. Nàng chậm rãi chèo thuyền vào bờ. Dân Long vội ôm quyền thi lễ nói: thật hết sức là có lỗi đã quấy nhiễu cô nương. Thiếu nữ áo đỏ mím môi cười nói: bất tất phải khách sáo, công tử sao lại đến đây? Dân Long gượng cười nói: tại hạ không may lạc đường, định nhờ cô nương chỉ điểm cho. Thiếu nữ áo đỏ nhõe miệng cười nói: công tử định đi đâu vậy? Bạch Tủy Sơn Trang. Thiếu nữ áo đỏ thoáng ngẩn người, đoạn đăm mắt nhìn Dân Long rồi nói: Bạch Thủy Sơn Trang không có tiếp khách, công tử đến đó tìm ai vậy? Dân Long mỉm cười nói: tháng trước tại hạ đã từng mang lễ vật đến mừng thọ quân lão trang chủ, sao cô nương lại bảo là không có tiếp khách? Thiếu nữ áo đỏ mỉm cười nói: đó đều là thế gia tri giao khi xưa. Bỗng đảo tròn mắt rồi tiếp: công tử đã từng đến đây, tại sao lại bị lạc đường? Dân Long ngớ người, lát sau mới nói: tuy có đến một lần, nhưng vì quá vội vàng và đường núi khó nhớ nên... Thiếu nữ áo đỏ gật đầu nói: cũng có lý. Rồi đưa tay chỉ nói tiếp: vượt qua ngọn núi kia, rồi băng qua một cánh rừng tùng nữa là sẽ trông thấy Bạch Thủy Sơn Trang. Đa tạ cô nương. Dân Long vội ôm quyền thi lễ, đoạn quay người bỏ đi. Nhưng chàng vừa đi được ba bước, bỗng nghe thiếu nữ áo đỏ lớn tiếng gọi: khoan đi đã. Dân Long chững bước nhưng không ngoảnh lại. Chàng lên tiếng nói: cô nương còn điều chi dạy bảo? Thiếu nữ áo đỏ đủng đỉnh vòng trước mặt Dân Long rồi tươi cười nói: công tử đã biểu lễ thọ rồi, bây giờ đã đến đây chi nữa? Dân Long khẽ chau mày: tại hạ có điều đại sự cần gặp trang chủ. Thiếu nữ áo đỏ cũng châu mày nói: sao, công tử định gặp trang chủ à? Dân Long gật đầu: đúng vậy. Thiếu nữ áo đỏ bật cười khúc khích: lần trước công tử đến chúc thọ đã gặp lão nhân gia ấy không? Dân Long lại ngớ người lắc đầu nói: không. Thiếu nữ áo đỏ cười: lần trước cũng không gặp, thì lần này cũng chẳng gặp được đâu. Dân Long ngạc nhiên nói: cô nương có thể cho tại hạ biết là vì sao không vậy? Thiếu nữ áo đỏ sò dài nói: thật đơn giản, lão nhân gia ấy không có tiếp khách. Ngay cả bằng hữu tri giao từ ngàn dặm xa xôi đến đây, lão nhân gia ấy vẫn nhất mực không chịu tiếp kiến. Dân Long giả suy tư nói: vậy thì lạ thật. Thiếu nữ áo đỏ nhỏ miệng cười: chẳng có gì là lạ cả. Lão nhân gia ấy tuổi tác đã cao, mấy mươi năm trước đã tuyên bố không màng thế sự, tuyệt giao với bạn bè. Nếu tiếp người này mà không tiếp người kia thì khó tránh khỏi sự phân biệt. Còn có ai cũng tiếp cả thì lão nhân gia ấy biết sao cho hết chuyện bận rộn, do đó mà thà không tiếp thì hơn. Dân Long mắt nhìn thiếu nữ áo đỏ, chàng mỉm cười nói: có lẽ cô nương cũng là người của Bạch Thủy Sơn Trang. Thiếu nữ áo đỏ cười: công tử thử đoán xem. Dân Long cũng cười rồi vui vẻ nói: cô nương chẳng những là người của Bạch Thủy Sơn Trang, không chừng còn là người thân thích nữa đâu. Thiếu nữ áo đỏ nhỏ miệng cười nói: đúng vậy, ta là Quân Mộ Hoa, gọi trang chủ Quân Trung Thánh là Tổ Gia Gia. Nhưng bỗng im tiếng, thở dài não ruột rồi im lặng. Dân Long ngạc nhiên hỏi: cô nương định nói gì? Vì sao rồi lại không nói tiếp? Thiếu nữ áo đỏ tỏ vẻ trầm ngâm rồi nói: thực tế thì ta không phải họ Quân, mà cũng không nên gọi lão nhân gia ấy là Tổ Gia Gia. Dân Long lại càng ngạc nhiên hơn: vậy chứ cô nương thật ra là họ gì? Vì sao? Thiếu nữ áo đỏ lắc đầu ngoài ngoại nói:
đừng có hỏi nữa. Ta giống là một cô nhi, được nhà họ Quân nuôi lớn từ thuở bé, chẳng biết họ thật của mình là gì cả. Dân Long thở dài nói, xin cô nương lượng thứ cho tại hạ đã làm cho cô nương phải thương tâm. Quân Mộ Hoa nhếch môi cười, không hề gì công tử. Công tử còn chưa cho tôi biết tên họ mà. Dân Long thoáng trầm ngâm, tại hạ là Long Dân. Quân Mộ Hoa giọng ngọt ngào nói, Long công tử hãy nghe lời tôi khuyên, nên quay về thôi. Tổ gia gia tôi nhất định sẽ không có tiếp kiến công tử đâu. Dân Long cười thiểu não, dù ông ấy có tiếp kiến hay không thì tại hạ cũng phải thử thời vận một phen. Nếu quả thật không tiếp kiến thì tại hạ cũng đành rời khỏi đây. Đoạn liền quay nhanh đi, phi thân về hướng chỉ của Quân Mộ Hoa. Dân Long vượt qua một ngọn núi, quả thấy một cánh rừng tùng chắn ngang trước mặt. Chàng bèn hết sức thận trọng tiến vào trong rừng tùng. Lối đi trong rừng được lát bằng đá trắng, nhưng đã rất cũ kỹ vì đã trải qua bao năm mưa gió dầu dãi, chẳng có gì đáng để nghi ngờ cả. Dân Long bất giác đâm ra hoang mang, chả lẽ nỗi hoài nghi của mình đã sai lầm rồi ư? Ra khỏi rừng tùng, Dân Long lại càng ngạc nhiên hơn, vì ra trước mặt chàng là một khu rừng cây sum xê, nhà cửa san sát nhưng không có tường cao dây bọc như chàng nghĩ, mà chỉ là tre xanh làm rào, hoàn toàn phù hợp với cái tên Sơn Trang. Dân Long bất giác cảm thấy chán chường, xem ra hôm nay mình đã hoài công rồi. Tuy lòng nghĩ như vậy, song chân vẫn tiếp tục đi tới. Từ trong một ngôi nhà đầu của Sơn Trang, hai gã đại hán dạm dở bước ra cản đường của Dân Long. Một người lưng vác đại đao chầm chập nhìn Dân Long rồi nói, bằng hữu từ đâu đến vậy? Dân Long ôm quyền đáp, tại hạ đến từ Điền Trung, bởi đã lâu ngưỡng mộ đại danh của Tam Hoàng Sáu Nhật Quân Lão Hiệp, rất mong được diện kiến. Gã đại hán lưng vác đại đao kinh ngạc, Điền Trung cách đây đâu có gần. Gã đại hán kia đeo kiếm nói, bằng hữu từ Điền Trung tới đây chính vì muốn gặp tệ trang chủ ư? Dân Long gật đầu nói, vâng. Đại hán vác đao trầm giọng, tệ trang chủ tuyệt tích giang hồ đã mấy mươi năm, trừ vài vị tri giao thỉnh thoảng đến chơi, đã từ lâu không còn ai biết đến đại danh của tệ trang chủ nữa. Bằng hữu còn trẻ thế này làm sao có thể mộ danh đến đây hả? Dân Long thoáng ngẫm nghĩ, lúc ở Điền Trung tại hạ từng gặp một vị tiền bối võ lâm có đề cập đến Quân Lão Hiệp. Đại hán giác đào thoáng châu mại, chỉ vì nghe nói mà bằng hữu lại buôn ba dặn dặm tới đây để gặp tệ trang chủ ư? Dân Long vội nói, ngoài ra vị tiền bối võ lâm còn bảo với tại hạ mang một bức thư trao tận tay cho Quân Lão Hiệp. Đại hán đeo kiếm chìa tay nói, đưa đây, tại hạ thay bằng hữu trình cho Quân Lão Hiệp được rồi. Dân Long lắc đầu cười, vị tiền bối đã trịnh trọng dặn dò là phải trao tận tay cho Quân Lão Hiệp, tại hạ không thể trao cho tôn giá được. Đại hán đeo kiếm bực tức nói, vị tiền bối quý danh tính là gì vậy? Dân Long cũng buông tiếng hự lạnh lùng nói, tại hạ chỉ có thể nói với Quân Lão Hiệp mà thôi. Đại hán đeo kiếm đưa mắt nhìn đại hán dắt đao rồi hỏi, ý từ huynh thế nào đây? Đại hán dắt đao đáp, trang chủ đã căn dặn rồi, đã không trình thư ra thì đành phải mời bằng hữu ra về thôi. Dân Long cười nhạt, như vậy đã không chịu trình bẩm thì tại hạ cũng chẳng tiện ở lâu, tại hạ xin cáo biệt. Đoạn liền quay người toan bỏ đi. Đại hán dắt đào bỗng lên tiếng gọi, khoan đã. Dân Long chững bước, tôn giá còn gì chỉ giáo nữa. Đại hán dắt đào vẻ trầm ngâm nói, các hạ từ vạn dặm xa xôi tới đây, chả lẽ chỉ vài ba lời nói rồi bỏ đi như vậy sao? Dân Long cười khải, vậy thì lạ thật, tôn giá không chịu truyền bẩm biết làm sao hơn. Đại hán giác đào đuối lý, đại hán đeo kiếm dội khoát tay nói, thôi, các hạ mau đi đi. Dân Long buông tiếng cười lạnh lùng, chàng quay người sải bước bỏ đi. Hai gã đại hán đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Dân Long đi xa, nhất thời lòng vô cùng thắc mắc. Đại hán giác đào quay sang đại hán đeo kiếm nói, việc này rõ là quái lạ đâu,
Đại hán đeo kiếm gật đầu. Đúng vậy, hắn ta có thể là kẻ bất chính được. Đại hán giác đao dậm chân nói. Không được, mau đi bẩm với tổng quản ngay. Đại hán đeo kiếm gật đầu. Người hãy mau đi bẩm cáo với tổng quản, không chừng hắn ta là... Đại hán giác đao không chờ y dứt lời, đã qua người chạy như bay vào trong trang. Hãy nói về Vân Long. Chàng rảo bước đi được hơn ba trượng, quét mắt nhìn thật nhanh, đoạn tung mình lên trên một ngọn cây rậm rạp trong rừng tùng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của chàng, chẳng bao lâu sau thì đã thấy một đám người trong trang phóng vút ra, băng qua rừng tùng đuổi theo xuống dưới núi. Nhân số chừng 20 người, người nào cũng võ phục gọn gàng, dắt đao đeo kiếm, thải đều khinh công chẳng kém. Vân Long nghiến răng thầm nhủ. Hay cho quân lão hiệp ha, quy ẩn giang hồ, không tranh đua với người. Lát sau lại có chừng 30 người nữa đuổi theo qua ở phía dưới. Trước sau ba đợt, ít ra cũng trên 80 người. Vân Long suy tính một hồi, đoạn ngồi ngay trên cây nhắm mắt điều tức vận công dưỡng thần. Một ngày trời trôi qua, trong rừng tùng người ra kẻ vào không ngớt, song chẳng ai chú ý đến trên ngọn cây. Vân Long thấy vậy không khỏi cười thầm. Bọn họ thật đã hoài công tìm kiếm suốt cả ngày trời. Vân Long đợi đến sau canh hai, rồi mới nhẹ nhàng phóng xuống đất, bốn bề yên lặng như tờ. Hẳn là người của Bạch Thủy Sơn Trang tưởng chàng đã bỏ đi khỏi, nên không còn lục soát nữa. Vân Long như một làn mây trắng, chàng nhẹ nhàng lướt đến gần Bạch Thủy Sơn Trang. Phóng tầm mắt nhìn vào bên trong tĩnh lặng không một tiếng động. Chàng thi triển khinh công tuyệt đỉnh, một mạch vượt qua hai ngôi đình viện, song chẳng gặp một bóng dáng. Vân Long lấy làm lạ rồi thầm nhủ, chả lẽ trong trang không hề có sự canh phòng gì sao? Ngay khi ấy bỗng thấy một ngọn đèn lồng chậm chậm tiến tới, chàng liền lách người nấp vào một bên bóng tối. Chỉ nghe tiếng bước chân đều đều, một tráng đinh cầm đèn đi đến gần. Vân Long bất thần lách ra dùng chỉ điểm vào huyệt chí đường của đối phương. Gã tráng đinh kêu hự lên một tiếng, đã nhũng người ngã ra. Sòng Vân Long đã lẹ làng vòng tay ôm lấy gã, đồng thời quét mắt thật nhanh, đoạn lập tức kéo gã tráng đinh vào một bụi lùm. Vân Long khẽ gằn giọng nói, nếu người muốn sống thì phải thành thật trả lời những câu hỏi của ta. Gã tráng đinh chẳng chút gì kinh sợ, hắn gật đầu lia lịa nói, tráng sĩ cứ hỏi đi. Tráng chủ hiện giờ ở đâu? Đang còn ở trong thư phòng. Người biết thư phòng ở đâu chứ? Gã tráng đinh gật đầu. Biết, nếu tráng sĩ muốn gặp trang chủ, tài hạ có thể dẫn được. Vân Long cảm thấy gã tráng đinh này quá ư sốt sắng, chàng không khỏi sinh lòng ngờ vực, bèn cười khải nói. Hãy nghe đây, nếu ngươi mà dám giở trò, ta sẽ cho ngươi chết thảm trước tiên đâu. Gã tráng đinh cười méo sợ. Tráng sĩ chẳng cần phải muốn gặp trang chủ đó hay sao? Tại hạ đưa tráng sĩ đi gặp là được rồi chứ gì. Vân Long cười khải. Trang chủ các người dễ gặp như vậy sao hả? Gã tráng đinh vội nói. Nếu đệ thiếp cầu kiến thì quả là khó dễ, nhưng tráng sĩ đêm khuya xâm nhập thì khác. Vân Long buông tiếng cười khải, giải quyết cho gã tráng đinh, bảo gã đi trước, còn chàng thì theo sau cách chừng năm thước. Qua thái độ ung dung và sự trả lời mau mắn của gã tráng đinh, Vân Long lòng đầy nghi hoặc. Mặc dù cả Bạch Thủy Sơn Trang đều im vắng, không hề có sự canh phòng, song chàng vẫn không dám mãi mai khinh suất. Mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, thận trọng từng bước một sẵn sàng xuất thủ ứng biến. Gã tráng đinh không hề ngoái lại, cứ một mực thẳng bước đi tới, băng qua hai khung cửa hình dần trăng, dừng lại trước một tiểu viện hoa cây thưa thớt. Vân Long chú mắt nhìn, khu tiểu viện chỉ có ba gian, chính phòng cửa và song giấy rất trang nhã. Trong phòng đèn đuốc sáng choang, biết là có người đang ở trong đó. Đến rồi, đây chính là thư phòng của trang chủ. Đoạn ra hiệu cho Vân Long đứng chờ, gã rảo bước đi vào trong viện. Vân Long đứng ngạo nghễ, nhếch môi cười lạnh lùng, đầu óc suy nghĩ thật nhanh phải ứng phó như thế nào khi gặp mặt của quân trung thánh đây. Đang suy nghĩ nhưng thấy gã tráng đinh đã đi đến trước gian cửa chính rồi khom mình cao giọng nói. Khải bẩm
trang chủ, có khách bên ngoài cầu kiến. Tức thì trong phòng vang dội một giọng nói trầm thấp. Khách đệ thiếp truyền báo hay là tự ý xông vào vậy? Gã Tráng Đinh vội nói. Thưa, đã tự ý xông vào. Người trong phòng buông tiếng cười khẽ, giọng nhạt nhẽo nói. Mời vào đi. Dân Long dĩ nhiên đã nghe hết cuộc đối thoại ấy, nhưng không sao phân biệt được trình độ nội công cũng như tuổi tác của người trong phòng. Điều khiến cho chàng kinh ngạc là nếu người trong phòng quả đúng là Tam Hoàng Sáu Nhật Quân Trung Thánh, thì trình độ nội công của ông ta tất nhiên là đã đạt đến mức đăng phong tạo cực rồi. Gã Tráng Đinh dân dạ lia lịa, y quay sang phía Dân Long rồi ngoắt tay khẽ nói. Trang chủ cho mời. Dân Long nhếch môi cười lạnh lùng, sải bước tiến vào. Cánh cửa ván đã mở, một lão nhân dốc người tho thó, mặc áo dài màu vàng, dưới cằm có chùm râu dây, đang đứng ngay cửa. Trong tuổi tác chừng giữa lục tuần và thất tuần mà thôi. Liếc mắt nhìn thật nhanh, Dân Long lại không khỏi kinh ngạc. Thì ra lão nhân ấy diện mạo rất hiền từ, và miệng cười cũng thật là tươi, rõ ràng là một người đạo đức độ lượng. Thế nhưng Dân Long vẫn tự cảnh giác lấy mình không được siêu lòng bởi ngoại mạo của lão ta. Lão nhân thoáng ôm quyền thi lễ và mỉm cười nói, xin mời tráng sĩ vào. Đoạn nghiêng người sang một bên tránh đường, Dân Long thoáng cảm thấy hoang mang. Chàng ôm quyền đáp lễ nói, tiền bối chính là trang chủ Bạch Thủy Sơn Trang ư? Lão nhân cười nói, chính là lão ô. Dân Long thoáng cau mày, lặng nhìn lão ta hồi lâu. Lão nhân cười to cởi mở. Tráng sĩ đêm khuya xông vào tệ trang để gặp lão ô, giờ sao lại do dự như thế này hả? Dân Long cười nhạt. Vậy tiền bối cũng chính là Tam Hoàng Sáu Nhật Quân Trung Thánh lão hiệp. Lão nhân lại cười rộ. Chính là lão ô. Dân Long cười tự miễn. Hiền Ngàn sải bước đi vào. Đây quả đúng là một gian thư phòng, bốn bên vách treo đầy tranh họa, danh nhân và sách vở, bài trí hết sức là trang nhã. Trong phòng ngoài Quân Trung Thánh ra không còn một ai khác. Gã Tráng Đinh dẫn đường sớm đã tự động rời khỏi rồi. Quân Trung Thánh đích thân khép cửa lại, mời Dân Long đến bên kệ sách, rồi cười nói. Tráng sĩ đêm khuya đến tệ xá, hẳn là có điều kiến giáo. Chúng ta hãy ngồi xuống đây tha hồ mà đàm đạo. Đoạn tự mình ngồi xuống ghế trước. Hai chiếc ghế dựa cách nhau chỉ vài thước. Dân Long thấy vậy bèn thầm nhủ. Trong khoảng cách thế này, nếu mà Quân Trung Thánh nuôi dạ chẳng lành, bất thần hạ sát thủ thì thật khó mà phòng chống. Song cử chỉ ung dung và vẻ cười hiền lành chất phát của Quân Trung Thánh đã khiến cho Dân Long chẳng tiện tỏ ra nghi kỵ quá đáng. Bèn nhếch môi cười và cũng ngồi xuống ghế. Quân Trung Thánh chờ cho Dân Long yên vị, đưa tay vuốt chòm râu dê dưới cằm rồi nói. Tráng sĩ cao tánh đại danh là gì vậy? Dân Long đã có chuẩn bị tư tưởng, bèn thản nhiên đáp. Giảng bối là Dân Long. Quân Trung Thánh như đã đoán biết trước câu trả lời nên không hề lộ vẻ ngạc nhiên. Y chỉ trầm tư chốc lát rồi nói. Dân Long đã đến tệ tràng lúc ban ngày, hẳn chính là tráng sĩ chứ gì? Dân Long gật đầu nói, vâng, đúng là giảng bối. Quân Trung Thánh bình thản tiếp lời. Dân tráng sĩ đã bảo có một bức thư của cố nhân, đã nhờ tráng sĩ trao lại cho lão, chẳng hay là... Dân Long lắc đầu cười. Đó chỉ là giảng bối bịa ra thôi, bởi quý thuộc hạ không chịu truyền báo. Quân Trung Thánh thở dài. Lão ồ bởi tuổi già sức yếu, mấy năm đã tuyệt tích giang hồ, chọn Bạch Thủy Sơn Trang này để ẩn cư, mong được sống thanh tịnh, dứt khoát vào thiệp. Thế nhưng, Dân Long tiếp lời. Nhưng cõi đời ô trọc, lại có quá nhiều người ngưỡng mộ Quân lão hiệp, vẫn liên miên kéo đến, mong được một lần chiêm ngưỡng tôn nhang. Quân Trung Thánh bật cười. Lời nói của dân tráng sĩ thật lão không có dám nhận. Tuy nhiên lão ô đã được rất nhiều bằng hữu giang hồ quý mến, đó là sự thật. Đoạn khẽ buông tiếng thở dài, có vẻ như cảm khái rồi nói tiếp.
lão ô lánh đời ẩn cư là mong thoát dòng tục lụy. Nhưng trong hoàn cảnh như vậy mới bắt buộc phải tuyên bố tuyệt đối không tiếp khách. Bất luận cố giao hay địa vị cao thấp, trong suốt mấy mươi năm qua, trừ ngày mừng thọ của lão ô có một số chi giao phái người mang lễ vật đến, Bình Nhật rất ít khi có khách. Dân Long bỗng xen lời: tiền bối không tiếp khách, cớ sao giảng bối xông vào đây lại được tiền bối tiếp kiến dễ dàng như thế này? Quan Trung Thánh vuốt râu cười. Đó dĩ nhiên là có phần đặc biệt rồi. Giảng bối ngu xuẩn, chẳng hài có phân biệt thế nào vậy? Quân Trung Thánh nghiêm giọng. Những người đường hoàng đến giếng đại đa số là vì ngưỡng mộ hư danh của lão ồ. Lão rất chán ghét cái hạng khách đó. Còn như ngang ngược xông vào, tất nhiên phải có nguyên cớ trọng đại, cực chẳng đã mới hành động như vậy. Nếu lão ồ vẫn lánh mặt không tiếp thì thật vô tình quá đáng. Do đó, tuy lão ồ nghiêm khắc cự tuyệt khách, nhưng Sơn Trang không hề bố trí canh phòng để ngăn cản những người tự tiện xâm nhập. Dân Long cười thoáng vẻ khâm phục. Như vậy nếu gặp kẻ thù tấn công thì... Quân Trung Thánh cười to. Tuy lão ồ có chút hư danh trên chốn giang hồ, nhưng bình sinh không hề gây thù kết oán, không đến nỗi có kẻ thù tìm đến báo thù. Giả lại, thật tình mà nói, hạng cao thủ giang hồ tầm thường không ám toán được lão ồ đâu. Dân Long bỗng đanh mặt. Lão tiền bối quá không hổ là một bậc cao hiền võ lâm, nhưng giảng bối có một điều không rõ. Hôm nay sau khi giảng bối cầu kiến bị cự tuyệt, đã có mấy mươi giáp sĩ chia làm 3-4 tốp đuổi theo giảng bối. Nếu quả như lời của tiền bối đã nói thì những giáp sĩ kia dùng để làm gì vậy? Quân Trung Thánh thoáng biến sắc mặt, xong liền lập tức thản nhiên cười nói. Đó là hành động của tổng quản Mã Tất Vũ, nhưng cũng bởi lòng trung nghĩa đối với lão ô mà nên. Vì vậy lão ô cũng không có đáng trách cứ hắn. Dân Lòng không tìm được một chút sơ hở nào, lòng hết sức là hoang mang, nói hoài nghi cũng bắt đầu lung lay rồi. Quân Trung Thánh mắt nhìn Dân Long rồi chậm rãi nói tiếp. Dân tráng sĩ xa xôi đến đây với mục đích chính là... Dân Long cười. Mục đích chính của tại hạ là ngưỡng mộ thịnh danh, mong được kết giao. Quân Trung Thánh cười ngắt lời. Thịnh tình của dân tráng sĩ lão ồ hết sức là cảm kích, nhưng lão ồ này đã gần đất xa trời, không còn muốn kết giao bằng hữu giang hồ nữa, đành phải phụ lòng dân tráng sĩ thôi. Dân Long cười khải. Tiền bối hạ lệnh đuổi khách có phải không? Quân Trung Thánh thản nhiên. Lão ồ đã nói quá rõ ràng rồi, dân tráng sĩ nếu không còn việc gì khác xin hãy tự tiện đi. Dân Long cười cười. Giảng bối không hề lưu luyến nơi đây, nhưng chỉ sợ vào dễ ra khó thôi. Quân Trung Thánh tức giận nói. Tráng sĩ nói như vậy nghĩa là sao hả? Dân Long nghiêm giọng. Lúc mấy mươi giáp sĩ đuổi theo hồi ban ngày đã khiến cho giảng bối nghĩ như vậy đó. Dân Trung Thánh thoáng lộ vẻ không vui. Lão ồ đã nói rồi, đó là việc làm của tổng quản Mã Tất Vũ. Nếu dân tráng sĩ còn nghi ngại, lão ồ đích thân tiễn ra khỏi tràng. Dân Long đanh giọng nói. Không dám làm phiền đến đại giá, xin nói một câu không tự lượng sức mình. Bạch Thủy Sơn Trang này dù là đầm rồng hang hổ thì giảng bối cũng muốn đến muốn đi tùy ý thôi. Dân Trung Thánh tái mặt đoạn cười nói. Việc ban ngày bị cự tuyệt và mấy mươi giáp sĩ đuổi theo, hắn là dân tráng sĩ vẫn còn để ở trong dạ. Dân Long cười to. Giảng bối tùy tuổi trẻ nhưng không đến nỗi hẹp lượng như vậy. Giảng bối chỉ muốn hỏi tiền bối một điều rồi sẽ tức khắc cáo từ ngay. Quân Trung Thánh trố mắt to lên nói. Xin dân tráng sĩ cứ nói đi. Tiền bối có quen biết với chủ nhân Quyết Bia, người chỉ huy chính nghĩa đoàn khống chế võ lâm giang hồ không vậy? Quân Trung Thánh bật cười. Lão ô quỳ ớn đã lâu, dân tráng sĩ há chẳng phải nhầm lẫn
Như người mù hỏi thăm đường hay sao chứ? Dân Long đanh mặt lại. Chủ nhân quyết bìa khống chế giang hồ trước khi tiền bối quy ẩn. Việc hệ trọng như vậy mà tiền bối bảo là không biết thì thật là khó tin đó. Quân Trung Thánh ung dung cười. Lão ồ đâu có nói là không biết. Nhưng chủ nhân quyết bia là một tôn chủ khống chế võ lầm. Lão ồ tuy có chút thành tựu về võ học, song xét ra cũng chỉ là một thảo dân thôn giả. Và lại lão ồ cả đời không mộ danh lợi, không thích kết bạn bè, tất nhiên cũng đâu có biết chủ nhân quyết bia là ai. Dân Lòng mắt sắc lạnh, nhìn thẳng vào mặt của Quân Trung Thánh rồi nói. Vậy thì tiền bối có nhận xét thế nào về chủ nhân quyết bia hả? Quân Trung Thánh mỉm cười. Chủ nhân quyết bia đã có thể điều khiển quần hùng, thống trị gió lầm, ắt là phải có chỗ hơn người. Còn như có công hay tội thì lão ô không có dám phê bình. Dân Lòng cười khải. Tiền bối nhận định rất đúng. Nhưng có một vấn đề quan trọng tiền bối không thể nào bào chữa được. Quân Trung Thánh trợn mắt nói. Vấn đề gì? Dân Lòng giọng lạnh như băng. Tiền bối danh vọng trong chốn giang hồ như vậy, dù không muốn kết giao bằng hữu thì chủ nhân quyết bìa cũng không bao giờ để cho tiền bối được sống thảnh thơi ở chốn rừng xanh nước biếc như thế này. Vậy mà trong mấy mươi năm qua, lão tiền bối không hề bị chủ nhân quyết bìa quấy nhiễu. Đó là một nghi vấn không sao giải thích được. Quân Trung Thánh cười hô hố. Dần tráng sĩ quá là võ đoán. Lão ô đã tuyên bố quy ẩn và quyết không tiếp khách, đủ chứng tỏ là lão không còn tha thiết đến việc trên chốn giang hồ nữa. Chỉ ở đây sống hết chuỗi ngày còn lại cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt. Vậy thì chủ nhân quyết bia dù biết danh lão ô, nhưng thấy lão ô thật sự đã quy ẩn giang hồ, dĩ nhiên là không quấy nhiễu lão ô rồi. Lời giải thích của tiền bối tuy có lý, nhưng vẫn không thể nào xóa bỏ được sự hoài nghi của dân mổ này. Nếu chủ nhân quyết bìa thật sự mang danh chính nghĩa khống chế võ lâm nhằm giữ gìn an ninh cho giới giang hồ thì có thể là không quấy rầy đến tiền bối. Nhưng có điều không may là chủ nhân quyết bìa là một tên đại gian ác khoác áo chính nghĩa. Quân Trung Thánh khẽ cao mày ngậm miệng làm thinh. Dân Lòng đưa mắt nhìn lão một hồi rồi đoạn nói tiếp. Với hạng người như vậy chỉ có hai đối sách cho tiền bối. Một là giết đi, hai là thu dụng. Dứt khoát không thể nào làm ngơ được. Quân Trung Thánh khẽ thở dài. Dần tráng sĩ đã quyết như vậy thì lão cũng chẳng biết phải làm sao hơn. Nếu muốn rõ sự thật đành phải mời tráng sĩ đi mà hỏi chủ nhân quyết bìa đi. Hay lắm, mục đích của dân mổ đến đây chính là muốn thỉnh giáo tiền bối làm thế nào có thể gặp được chủ nhân quyết bìa đây. Quân Trung Thánh cất tiếng cười gian. Lão ô không sao giúp được dân tráng sĩ việc ấy rồi, đành để tráng sĩ thất vọng thôi. Bởi lẽ lão ô quá tình không hề biết chủ nhân quyết bìa là ai cả. Dân Lòng chú ý quan sát đối phương, đã khẳng định nhận xét của mình, bèn cười khải nói. Nhưng dân mổ lại không có nghĩ như vậy. Dân Trung Thánh giỡn râu nói. Dân tráng sĩ vẫn cho là lão phù biết chủ nhân quyết bìa ư? Dân Lòng mắt ánh lên ánh sáng sắc ngời. Chàng nhìn thẳng vào mặt của Quân Trung Thánh rồi gằn giọng. Theo dân mổ thì ngoài tiền bối ra không còn ai biết được chủ nhân quyết bìa là ai nữa. Quân Trung Thánh lặng thinh, mắt chầm chầm nhìn vào Dân Long, môi hé một nụ cười thần bí rất khó hiểu. Dân Long cười khải rồi nói tiếp. Mặc dù đó là sự suy đoán, nhưng dân mẫu tin là không có lầm được. Dân mẫu xin nhắc lại một lần nữa. Toàn võ lâm ngoài tiền bối ra, có lẽ không còn có kẻ thứ hai biết được chủ nhân quyết bia là ai. Quân Trung Thánh dục tiến tới một bước thấp giọng nói. Dân tráng sĩ nói rõ hơn nữa được không? Dân Lòng cũng hạ thấp giọng. Bởi tôn giá chính là chủ nhân quyết bìa đó. Quân Trung Thánh giật thoát người, mắt ánh lên vẻ ghê rợn, xong chỉ trong khoảng khắc lại trở về với nụ cười hiền từ rồi khẽ nói. Dân tráng sĩ quá là đa nghi. Tráng sĩ tuổi trẻ thế này,
trong chốn giang hồ mênh mông mà có thể tìm được lão ô bấy nhiêu cũng đáng khen lắm rồi. Dân Long lạnh lùng nói: Dân mẫu mong là tiền bối hãy thừa nhận hoặc là đưa ra chứng cớ để xóa được sự nghi ngờ của dân mẫu đi. Quân Trung Thánh lắc đầu: Lão không muốn tranh cãi một cách vô ích nữa. Đoạn quét mắt nhìn quanh, thấp giọng rồi nói tiếp: Lão ô xin đưa tráng sĩ ra khỏi đây được chứ? Dân Long cười khải: E rằng tiền bối không để cho dân mẫu rời khỏi đây một cách dễ dàng như vậy đâu. Đoạn liền đứng dậy phi thân ra ngoài. Trên đường không hề gặp một bóng người nào. Thoáng chốc Dân Long đã rời khỏi Bạch Thủy Sơn Trang, đến ngoài cánh rừng tùng. Nhưng chàng vừa dừng bước, chợt nghe bên tai có tiếng cười khẽ nói: Dần tráng sĩ thần pháp quá là nhanh thật. Quân Trung Thánh đã ung dung đứng trước chừng vài thước, chẳng rõ từ bao giờ. Dân Long cười lạnh lùng nói: Giờ đã ra khỏi trang, bước kế tiếp của tiền bối là thế nào hết? Quân Trung Thánh cười nhạt nói: Đưa dần tráng sĩ ra khỏi núi Tô Lai này. Dân Long sầm mặt nói: Quân Trung Thánh tôn giáo quả nhiên là một nhân vật khó đối phó. Nhưng theo dân mẫu thì việc đã đến nước này, tôn giáo không cần phải làm bộ làm tịch nữa. Dân Trung Thánh vẫn tủm tỉm cười: Lão ồ đã đích thần đưa tráng sĩ ra khỏi sơn trang, vậy chưa đủ chứng minh hay sao? Dân Long cười khải: Tôn giáo biết dân mẫu quyết không bỏ đi như thế này, nên mới giả vờ bảo là đưa dân mẫu ra khỏi sơn trang. Nếu như dân mẫu thật sự rời khỏi núi Tô Lai, có lẽ tôn giáo không bao giờ nói như vậy. Quân Trung Thánh cười: Còn như lão quay vào trang để mặc cho dân tráng sĩ tự tiện thì sao? Dân Long ngạc nhiên nói: Ít ra cũng phải xin tôn giáo khẳng định lại thân phận, không thì dân mổ há chẳng hoài công đi một chuyến này hay sao? Dân Trung Thánh lắc đầu cười: Vậy thì khó quá đi. Dân tráng sĩ đã không tin lời lão ô, bảo lão ô khẳng định thân phận như thế nào? Chả lẽ bắt buộc lão phải thừa nhận là chủ nhân quyết bia hay sao? Dân Long châu mại nói: Quân Trùng Thánh, dân mẫu là truyền nhân đương thế của Kim Bích Cùng, thế bất lưỡng lập với chính nghĩa đoàn. Khẩu hiệu của dân mẫu hôm nay là Linh Mã Phục Dược Bất Hải, Bạch Kiếm Quy Chấn Thiên Hạ. Tính cho đến nay đã có vô số thuộc hạ của chính nghĩa đoàn chết dưới tay của dân mẫu. Nếu tôn giáo là quyết bìa chủ nhân, hắn không bao giờ buông tha cho kẻ địch đã hiến thần đến tận cửa như vậy chứ? Quân Trung Thánh mỉm cười: Nếu lão chính là chủ nhân quyết bìa, dĩ nhiên sẽ không đời nào buông tha cho dân tráng sĩ đâu. Dân Long cười gian: Dân lão quả nhiên không phải là chủ nhân quyết bìa, thôi thì dân mẫu xin cáo biệt. Quân Trung Thánh vòng tay thi lễ: Dần tráng sĩ thượng lộ bình an, xin thứ cho lão ô không thể tiễn chân xa hơn. Dân Long hoang mang thầm nhủ: Chả lẽ sự suy đoán của mình quá thật đã sai lầm rồi sao? Quân Trung Thánh kia đúng là không phải chủ nhân quyết biết. Đoạn chàng tung mình phóng đi, nhanh chóng vượt qua rừng tùng được hơn trăm trượng. Chàng dừng chân quay lại quét mắt nhìn quanh, thấy trăng sáng bàn bạc, bốn bề vắng ngắt, nào có bóng dáng Quân Trung Thánh đâu nữa. Dần lòng với nỗi lòng hoang mang và thất vọng, chàng lầm lũi đi xuống núi. Đi vòng qua một ngọn núi, chàng ngẩng lên nhìn, bất giác thừ người tại chỗ. Thì ra trước mắt núi đá ngổn ngang không có lối đi, hiển nhiên chàng đã lầm đường rồi. Cách chừng nửa dặm là một khu mộ địa rộng thênh thang, tùng bách tùm, cảnh tượng hết sức là u ám rùng rợn. Dần lòng vừa định quay người trở ra, nhưng chợt động tâm thầm nhủ: Núi Tô Lai rất hoang vu, ngoài Bạch Thủy Sơn Trang có lẽ không có bao nhiêu dân cư khác. Khu mộ địa này hẳn nhiên là của Bạch Thủy Sơn Trang rồi. Một sức lôi cuốn vô hình đã thúc đẩy chàng cất bước đi về phía mộ địa. Đột nhiên trong khu mộ địa có ánh lửa lóe lên, vàng bạc giấy phần cháy, thì ra là có người tế mộ. Dân Long vô cùng kinh ngạc, lập tức phi thân vào trong rừng cạnh mộ địa. Khi nhìn kỹ, chàng kinh hãi đến toàn thân nổi gai ốc. Thì ra người tế mộ chẳng phải ai khác chính là Tam Hoàng Sáu Nhật Quân Trung Thánh. Điều khiến Dân Long kinh hãi chẳng phải là hành động quái lạ đang đêm tế mộ của Quân Trung Thánh, mà là thân pháp quá nhanh của lão ta.
chẳng những đã đến trước mộ địa trước chàng, mà còn bày xong mười mấy món đồ cúng tế hết sức là chỉnh tề. Chàng không kinh động quân Trung Thánh, song chàng biết lão ta đã phát giác ra sự có mặt của chàng rồi. Dân lòng nhanh chóng quan sát xung quanh, ngoài quân Trung Thánh ra không còn một ai khác nữa. Thế là chàng lặng lẽ đứng sau lưng xem lão ta làm gì. Nhưng thấy quân Trung Thánh đứng trước một ngôi mộ xây toàn bằng gạch ngọc. Trước bìa mộ có hai hàng tượng đá, khí phái quả là bất phàm. Quân Trung Thánh quỳ hẳn xuống trước mộ, dáng vẻ hết sức là nghiêm trang. Dân Long lúc này mới nhìn rõ bia khắc chữ vàng khá to là Tiên sư Đoan Mộc Quang, đồ quân Trung Thánh lập. Dân Long lẩm bẩm: Đoan Mộc Quang, Đoan Mộc Quang, sao mình chưa từng nghe nói đến cái tên này ha? Song chàng vẫn lặng yên tiếp tục theo dõi. Quân Trung Thánh dập đầu ba lại, miệng không ngớt lẩm bẩm, sau cùng cầm hai ống sâm lên xưng quẻ. Dân Long thầm cười khải nghĩ: mặc cho lão thiền biến dạng quá, ta có đường lối nhất định rồi, để xem lão định giở trò gì nữa. Sau thời gian chừng một bữa cơm, quân Trung Thánh mới xong hết mọi sự. Giá hài lòng thở phào một hơi dài, quay lại nói: Dân tráng sĩ chưa đi khỏi sao? Dân Long cười khải: dân mẫu đã lạc đường đến đây, còn phải nhờ đến quân lão hiệp chỉ đường dẫn lối một lần nữa. Quân Trung Thánh mỉm cười: vậy xem ra chúng ta quá là hữu duyên đó. Dân Long lạnh lùng nói: dân mẫu cũng đồng cảm như vậy. Trong khi nói, chàng đã đi đến trước mặt của quân Trung Thánh cách chừng năm thước, ngồi bệt xuống đất. Quân Trung Thánh khẽ thở dài: dân tráng sĩ biết vì sao lão phù lại đến đây tế mộ tiên sư vào đêm khuya thế này không? Dân Long cười nói: mỗi người đều có một quái tật riêng, dân mổ không muốn tìm hiểu. Dân Trung Thánh nghiêm giọng: đó không phải là quái tật đâu, mà là lão ô có một điều trọng đại đang phân vân chưa quyết, nên mới nóng lòng đến đây xin sư phụ sự linh thiên chỉ điểm cho. Dân Long cười cười nói: quân lão hiệp đã có được câu giải đáp rồi có phải không? Quân Trung Thánh gật đầu: phải, lão ô đã được tiền sư chỉ điểm. Nhận xét của lão ô rất hợp với ý của tiền sư. Dân Long cười khải nói: việc tế tổ bái thần chẳng qua là do bởi lòng thành kính của hậu nhân. Nếu bảo sự chỉ điểm của người đã chết, dân mộ cảm thấy thật đáng nực cười đó. Quân Trung Thánh ra vẻ hết sức là nghiêm túc nói: lòng thành ác linh thiền, lão ô đã liên tục ba lần khẩn cầu, chỉ bảo kết quả có được đều giống như nhau. Dân Long cười cười: tiền bối có thể cho biết là sinh quẻ điều gì không? Quân Trung Thánh gật đầu: về vấn đề truyền nhân của lão ô đó. Quý thính giả thân mến, Linh Mã Hùng Phong phần thứ 26, tác giả Tuyết Nhạn đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 27 trong chương trình kế tiếp. Trương Vũ xin tạm biệt.